Cứ đến gần Noel hoặc cuối năm là chỉ số của thị trường chứng khoán thường tăng mạnh, và đặc biệt là tăng mạnh ở những cái cổ phiếu blue chip lớn có các cái quỹ sở hữu nhiều. Vậy nguyên nhân từ đâu? Một trong những cái nguyên nhân chính đó chính là việc các cái quỹ họ kéo cái danh mục của họ lên để làm cho cái danh mục ý có cái hiệu quả tốt hơn, để báo cáo với nhà đầu tư được hiệu quả hơn. Chính vì thế cho nên họ sẽ tập trung kéo nhiều các cái cổ phiếu có trong các cái danh mục của họ. Thì quý vị hiểu như thế này. Ví dụ như là cái chỉ số index, được VN Index được cấu thành bởi hơn 400 mã cổ phiếu, nhưng mà danh mục của các cái quỹ đâu đó tập trung chỉ khoảng độ 30 mã cổ phiếu hàng đầu thôi. Thế do đó là cuối năm thì họ thường kéo các cái cổ phiếu ở trong cái danh mục 30 mã đó tăng mạnh hơn so với chỉ số chung của thị trường. Chính vì thế cho nên khi họ báo cáo với các cái cổ đông của quỹ ấy, thì tức là cái giá trị tài sản của họ sẽ tăng được một cái khoảng chênh so với cái chỉ số VN Index chẳng hạn. Thì từ đó có cái performance, tức là cái thuật ngữ hiệu quả đầu tư ấy, thì được hiệu quả hơn. Bởi vậy cho nên là cứ đến gần Noel, gần Tết Dương Lịch thì họ sẽ kéo. Thì cái việc kéo chỉ số này nó phụ thuộc vào cái năm tài chính của các cái quỹ chỉ số ấy, họ tính đến đâu. Thì có khá nhiều các cái quỹ chỉ số ở châu Âu, ở Mỹ chẳng hạn, thì họ thường tính đến trước Noel, tức là Noel họ bắt đầu nghỉ dài đến tận Tết Dương Lịch thì họ kéo chỉ số đến trước Noel. Còn có những cái quỹ chỉ số thì họ tính cái hiệu quả đầu tư vào ngày cuối cùng của năm, thế do đó là họ thường kéo vào những cái ngày cuối của cái năm dương lịch. Thế do đó là chúng ta mới nhìn thấy rằng những cái ngày đó thường chỉ số tăng mạnh, đặc biệt là các cái chỉ số của những cái cổ phiếu lớn, cổ phiếu hàng đầu mà được các cái quỹ yêu thích họ có trong danh mục của mình. Đó, thì điều đó thì nó không hoàn toàn là bất ngờ gì cả. Còn cái việc mà chỉ số có thể tăng mạnh tiếp theo hay không thì nó lại phụ thuộc rất nhiều vào xu hướng dòng tiền, cũng như cơ bản của các cái doanh nghiệp ở trên sàn có tốt hay không.